Kính chào quý vị. Quý vị có biết tại sao thuốc không thể chữa mụn tận gốc mà chỉ chữa tạm thời, khiến cho quý vị phải dùng thuốc kinh niên? Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu sau chỉ một vài tuần. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Vì lý do đó, Kimberly không khuyến khích quý vị dùng thuốc để chữa mụn. Và cũng vì lý do đó mà Kimberly đã bào chế ra phương pháp Apogee để chữa mụn. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Sau khi mà em dùng cái phương pháp của kem Apogee chữa mụn của Dr. Kimberly, thì em thấy cái da của em nó bớt khô đi mà nó còn không có đỏ nữa. Tôi tên là Nhu, tôi là ba của Frank. Mình nghĩ là Frank nó cũng không được tự tin khi nó nhìn thấy bạn bè ai da cũng láng hết mà mỗi mình nó da nó bị nặng như vậy. Cho nên tôi tìm một bác sĩ về da để chữa cho Frank, thì tôi đã tìm bác sĩ Kimberly. Với phương pháp Apogee, em được chữa mụn tận gốc. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee. Quý vị mua trên 250 đồng sẽ được tặng một máy facial rất cần thiết để giữ sạch chân lông và làm sáng da, và sẽ được tặng một hũ Acnizac để làm chìm ngay những mụn mới và để chứa thẹo. Quà tặng có giới hạn. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264, 1-888-337-7264. Quý vị có thể xem tất cả chương trình Dr. Kimberly Show 24/24 trên trang nhà 1888depsang.com. Nếu muốn tham khảo da miễn phí, có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net, hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango. Gọi ngay.